Hello mọi người, hiện tại tuyết đang rơi rất dày, xì đây xì kèo tuyết này, tuyết rơi dày với xì đang kèo, xì kèo tuyết. Tuyết rơi dày với xì đang kèo tuyết đó, mọi người thấy chưa? Tuyết nó rơi nhiều quá mình phải kèo, cho không kèo là nó chừng nó đóng băng lại nó dày mình đi không có được tí sơn. Xì kèo tiếp, kèo đẩy reo kia đổ chạy vô kèo tiếp. Kia là dắt chó nè, dắt chó đi ra giải nghệ. Ba con chó. Dắt chó ra tắm tiết. Dắt chó ra ngoài cho đi vệ sinh. Đây, chị đang kéo tiết đây. Tiếp chỉ với là phải kèo. Tiếp mới rồi sáng nay mà nhiều quá. Quá nhiều tiếp luôn. Bây giờ cũng tiếp nó cũng đang rơi nhưng mà nó ít. Nó rơi nhỏ hạt hơn. Mới lúc nãy là nó rơi nặng hạt. Rơi cục nạp mới to to bằng ngón cái chân. Bây giờ là nó rơi nhỏ lại rồi. Mọi người bây giờ thấy nhỏ nhưng cũng vẫn thấy đúng không? Đó. Nhìn đang rơi nhưng mà hơi nhỏ hơn. Thấy nó ít rõ hơn, hồi nãy cục bự nhìn thấy nó rõ hơn. Nhưng vẫn rơi. Xì kèo tiếp. Tiếp này mọi người thấy chưa? Hiện tại đang âm 12 độ ở châu Âu. Bữa nay là ngày 15 tháng 1. Lúc 9 giờ sáng ở bên châu Âu. Giờ của Việt Nam là 3 giờ sáng, 3 giờ chiều. Cách nhau 6 tiếng.